Chào các bác nha. Đây là loại côn trùng đắt nhất thế giới nha, mà rất nhiều đại gia đang tìm mua đây. Em trên tay em đang có hai con nhá. Con này đẹp hơn, nhìn cái cảng của nó đã thấy sợ rồi. Nó mà kẹp tay thì đứt cả ngón tay. Đây, các bác thấy chưa? Hai con côn trùng này thuộc dạng quý nhá, quý hiếm nhá. Đây, nó định kẹp tay em này. Sợ quá. Hai con gặp nhau rồi. Đây rồi. Hai con đã gặp nhau nhá. Liệu nó có kẹp nhau không? Đây nha. Con này to khỏe khủng. Nó đang trú mưa nhá. Nó có cánh nhá. Con này chân, hai chân nó cụt chắc là do chấn thương hay nó bị chiến đấu với con nào nhá. Mới buổi sáng con này nó ăn hoa quả vỏ cây nhá các bác nhá. Con này đẹp hơn, chân tay lành lặn. Đây nha các bạn, to bằng ngón tay cái, các bạn thấy chưa? Con này mà nuôi làm thú cưng nhỉ? Bác nào muốn nuôi liên hệ em nhá. Con này chỉ ăn vỏ cây với cả quả nhá, rau củ quả, hoa quả, nhất là quả ngõa, quả vả nhá. Đây, hôm nay em sẽ thả nó vào gốc cây, vào cây cho mọi người các bác xem.